Nếu các bạn đang cần tìm kiếm một chiếc xe để làm nổi bật cái thương hiệu của bạn lên thì Dongfeng X30 V2 phiên bản 2020 trọng tải 930kg là một cái sản phẩm các bạn không thể bỏ qua. Xin trân trọng giới thiệu một sản phẩm mà mình đã tâm huyết rất nhiều về cái phần dán đề can nhận diện thương hiệu, mời các bạn đón xem. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dongfeng Thị Nhân. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn một chiếc xe được dán đề can, chiếc xe Dongfeng X30 V5 phiên bản 5 chỗ đời 2020, và trọng tải của nó hiện tại là 700kg. Nó có một cái màu đen, màu trắng đẹp như thế này. Đấy. Thì bây giờ là bên mình đang có một kỹ thuật viên đang đánh để cho các bạn xem qua. Thì cái sản phẩm này hiện tại là cái sản phẩm mà đời mới nhất, nó có rất nhiều thứ mới và trong mình đã giới thiệu rất nhiều trong các cái video trước rồi. Ở đây thì hôm nay mình nổi bật với cái hệ thống dán nhận diện thương hiệu đề can này, mình mời các bạn qua đây xem. Thì cái sản phẩm này được dán, nó đã được sơn đen, sơn màu đen trắng. Sản phẩm base là màu trắng và sơn đen, và đây cái hệ thống chữ rồi là các cái logo đây là được dán. Đấy, các bạn nhìn, để mà một cái chữ nền đen mà nó được lổi trên cái nền chữ trắng mà nó được lổi lên nền đen này là một cái bài toán mà bên mình đã làm rất là khó khăn. Đấy. Thì cái bộ nhận diện thương hiệu này chỉ có tại Dongfeng Thị Nhân, ô tô Thái Phong. Các bạn không thể kiếm được ở bất kỳ một đơn vị nào. Ở đây thì mình đã thiết kế làm sao để cho khi khách hàng di chuyển cái xe này trên đường, người ta sẽ biết được họ bán cái gì. Thì đây là một cái đơn vị bán về những cái chiếc bánh sinh nhật. Đấy, Gia Khánh Bakery này, các bạn có thể liên hệ vào số điện thoại của họ. Ở đây là một chiếc xe 5 chỗ, mình cũng đã nói rồi, mở camera lên trước. Là một chiếc xe đời 2020, có động cơ là 1.5 lít và sản sinh ra công suất cực đại là 80kW và 5.200 vòng quay. Với cái vòng tua thấp mà nó đạt được cái sức mạnh cực đại lớn nhất, nó sẽ khiến cho các bạn tiết kiệm nhiên liệu hơn và khỏe hơn khi chúng ta đi trong số thấp. Đấy. Ở đây chúng ta vẫn quen thuộc với cái hệ thống ngoại thất của Dongfeng X30, cụm la răng của BMW, mình hay gọi vui cái sản phẩm này là BMW X30 của Dongfeng. Đấy. Thì cái sản phẩm này nó có đầy đủ tất cả mọi thứ thiết yếu nhất của một bác tài xế, từ chiều hoặc hai chiều cho được lái điện, kính điện, khóa điện, tất cả mọi thứ đầy đủ hết. Đấy, thì cái sản phẩm 5 chỗ thì chúng ta sẽ có một cái khoang hàng, có một cái khoang ngồi hành khách đằng sau như này. Đây, để camera ra đây. Xe 5 chỗ thì nó đã có hàng ghế đằng trước là 2 người, hàng ghế đằng sau này là 3 người. Mời các bạn qua đằng sau, chúng ta sẽ xem qua cái khoang chở hàng của cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này nổi bật với cái khoang chở hàng dung tích lên tới khối lượng của cái sản phẩm này lên tới 700kg, và đó là các cái sàn kim loại như này. Đấy, thì đây là một trong những cái sản phẩm của xe tải van hiếm hoi trên thị trường đã được trang bị cái sàn bằng inox như này. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, nếu các bạn muốn được tư vấn về một hệ thống nhận diện thương hiệu như thế này, hãy gọi cho mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Chân thành cảm ơn.